thơ, biết vì sao chú lại ở chùa. Lâu lâu thấy tiểu ngây ngô cầm chổi trà đi quét lá đà. Tôi yêu chú đã xa cha, xa mẹ hiền ngày đêm thương nhớ. Đôi khi thấy tiểu đăm chiêu, mắt lệ nhòa vì không thuộc bài. Đêm đêm chú tiểu ngân gian với lời kinh trầm bổng du dương. Chú mang hết cả tâm tư, trái tâm tư cầu an cho đời. Ai xui chú tiểu ngây thơ, biết tu hành vừa chốn không môn. Câu kinh tiếng mõ thâu đêm, nghiêng nghiêng đầu êm êm mãi kiếp tu hành. Tôi yêu dáng tiểu ngây thơ, áo màu lam chú mặc ở chùa. Chén cơm vừa muối tương rau, nhưng tâm lòng các chú thanh cao. Mong sao chú tiểu an vui bên mái chùa ngày đêm tinh tấn. Để đêm tiếng mõ khâu kinh, trái tâm từ cầu an cho đời. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Biết vì sao chú lại ở chùa. Lâu lâu thấy tiểu ngây ngô cầm chổi trà đi quét lá đà. Tôi yêu chú đã xa cha, xa mẹ hiền ngày đêm thương nhớ. Đôi khi thấy tiểu đăm chiêu, mắt lệ nhòa vì không thuộc bài. Đêm đêm chú tiểu ngân gian với lời kinh trầm bổng du dương. Chú mang hết cả tâm tư, trái tâm tư cầu an cho đời. Ai xui chú tiểu ngây thơ, biết tu hành vừa chốn không môn. Câu kinh tiếng mõ thâu đêm, nghiêng nghiêng đầu êm êm mãi. Kiếp tu hành. Tôi yêu dáng tiểu ngây thơ, áo màu lam chú mặc ở chùa. Chén cơm vừa muối tương rau, nhưng tâm lòng các chú thanh cao. Mong sao chú tiểu an vui bên mái chùa ngày đêm tinh tấn. Để đêm tiếng mõ câu kinh, trái tâm từ cầu an cho đời. Mong sao chú tiểu an vui bên mái chùa ngày đêm tinh tấn. Để đêm tiếng mõ câu kinh, trái tâm từ cầu an cho đời. Dì thích con hát bài này không? Thích con hát nữa, chừng nữa có dịp con quay lại con hát lại được không? Dạ. Mà con nói gì thôi chứ con sẽ nghiên cứu những bài hát khác.
nó vui hơn, mà nó hay hơn, mà nó nhân văn hơn, mà nó phù hợp hơn. Mà để quý vị vừa đi chùa nè, vừa được nghe hát, vừa được nghe thầy giảng pháp nè, con cũng nghe nữa. Mà được nghe những bài hát phù hợp mà ở những nơi mà ấm cúng và nó mang tính chất mà đầm ấm như thế này. Dạ. Thầy, con cảm ơn thầy nhiều. Ngày nào con cũng nghe thầy hết. Dạ, con chúc sức khỏe thầy. Dạ, con chào thầy. Con thấy nãy ai cũng vô được được cái máy. À dạ, con quên nữa, còn mình còn niệm Phật nữa. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Con cảm ơn nhiều. À thấy chưa, con phân bì, nhưng mà vì con có rồi, con hết phân bì. Con cảm ơn thầy. À, cho Phú Quý thêm tràng pháo tay thiệt lớn nha. À, nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả những anh chị ca sĩ đến chùa mình hát, ai cũng khỏe, ai cũng vui và ai cũng tiếng tâm càng ngày càng nổi nghe. Cái máy này quý Phật tử lại 3 ngày nay, chiều nay mới được tặng cái, chứ không phải giỡn đâu. Cái máy này trong đây có niệm Phật luôn, rồi có hơn 1000 bài giảng của những đức ở trong đó. Hơn 1000 bài giảng. Nó hơn 1000 bài giảng không đơn giản đó quý vị. Nó phải mất thời gian rất là nhiều. Mất thời gian nhiều lắm. Nên những đức tin chắc rằng ai chiều nay nhận được chiếc máy này, những đức tin chắc là người đó trân quý dữ lắm. Giống như một món quà kỷ niệm luôn đó quý vị ơi. Dù sao này món quà này nó có hư đi chăng nữa cũng để cái vỏ làm kỷ niệm luôn. 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Không thì mình mong thì sao mà ai đến chùa mình đó quý vị, người ta tu tập, người ta có những cái nguyện cầu trong cuộc đời người ta, đến đây lễ Quan Âm mình mong thì sao mà sở nguyện của người ta nó được tốt đẹp. Vì thật sự là những đức cũng muốn nương vào cái hạnh Quan Âm để mình dẫn dắt người ta niệm Di Đà cầu sanh cực lạc. Nhớ. Nên là Quan Âm cầu nguyện thì được, thì giờ mình cũng muốn cho người ta đến đây người ta cầu nguyện được như sở nguyện trong cuộc đời người ta. Còn mình thì nghe Phật Pháp kỹ, mình hiểu sâu nhân quả rồi quý vị. Thường là những người mới đến lại Quan Âm đồ cầu nguyện cảm ứng và linh lắm. Biết vì sao không? Vì vị mới đến chùa, như bản thân những đức mà thấy ai mới đến chùa mình ưu ái người ta và mình tạo điều kiện cho người ta lắm, để cho người ta được gần gũi và người ta được đến chùa. Phật Bồ Tát cũng y rang vậy đó. Nên có những người không hiểu họ nói sao mà hồi đó mới tu nhiều cảm ứng quá, nhưng mà tu lâu giết rồi sao không thấy cảm ứng gì nữa. Vì tu lâu giết hiểu hết rồi cảm ứng gì nữa giờ. Chỉ có gì cực lạc thôi chứ giờ cảm ứng gì ở đây ha. Nên mình mong rằng tất cả công đức mình tu tập đây, người lại hết, người lại không hết, lại hay là mất thời gian gì lại được một hai buổi, chúng ta cũng mong đem cái công đức này và hồi hướng cho tất cả anh chị ca sĩ luôn, ai cũng được bình an ha. Để gia đình tiếp nhận Phật Pháp quý vị ơi. Thật sự mà nói, tiếp nhận Phật Pháp là điều quý nhất trong cuộc đời mình. Những đức nói thiệt chứ, như những đức 29 tuổi mới gặp Phật Pháp. Những đức nói thật mạnh dạn một câu, không phải là mình ở trong Phật Pháp thì mình nói câu này, nhưng câu này những đức đã suy nghĩ rất là kỹ. Nếu như cuộc đời chúng ta đến cái cõi này, dù mình có giàu sang, có địa vị cỡ nào, nhưng nếu quý vị không được tiếp nhận Phật Pháp, đây là một cái thiệt thòi nhất trong cuộc đời quý vị. Nhớ kỹ. Và quý vị sẽ để thời gian trôi qua rất vô nghĩa trong cái cuộc đời quý vị. Dù đó là cái nghĩ của mình nói rằng chúng ta chi cầu cái hưởng thụ, nhưng rồi cuối cùng hưởng thụ không có bao nhiêu, nhưng mà cái khổ đau đến với mình rồi thì tất cả cái hưởng thụ nó đều trôi qua hết rồi quý vị ơi. Trôi qua hết trơn.
Nên tiếp nhận Phật Pháp để chúng ta có niềm vui trong Phật Pháp đi. Nghe giảng Pháp để hiểu được cuộc đời nhiều hơn. Và có những cái điều gì mình sai, mình không đúng của ngày hôm qua, hôm nay chúng ta nên xây dựng lại. Nên trong nhà Phật tại sao nói câu tu hành quý vị? Tu là tu sửa, sửa những hành vi sai lầm. Nên trong nhà Phật còn có câu nói rằng lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Chỉ cần chân thật quay đầu sửa thì sẽ là người tốt thôi. Nhưng những đức ngày xưa cũng sai, cũng nói dối, cũng gạt người, cũng làm nhiều điều sai quấy, nhậu nhẹt hư hỏng đủ chuyện. Khi những đức đi tu, những đức cũng cố gắng. Thì bây giờ dù những đức có nói những điều đó, quý vị vẫn quý những đức. Quý là quý cái mình sửa đổi, nhớ không? Nhớ nghe, ai có sai gì cố gắng tu sửa nghe quý vị. À, ai mà mình làm cho cha mẹ mình buồn thì đi chùa chiến này về cố gắng đến nắm tay cha mẹ mình cho con xin lỗi. Cho con xin lỗi cha mẹ. Và từ hôm nay con sẽ sửa đổi, con sẽ làm người tốt. À, vì cuộc đời ai cũng có cái sai. Chúng ta học Phật mà còn dễ tha thứ cho nhau, không chi cha mẹ của mình. Cha mẹ là dễ tha thứ cho con nhất. Nhớ nghe quý vị. Dù bản thân chúng ta có làm điều gì làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ la gầy, cha mẹ đánh, cha mẹ chửi mình đó, nhưng quý vị khi mà giận cha mẹ chứ quý vị bỏ nhà đi, cha mẹ sẽ đau lòng vô cùng. Quý vị nên chân thật quay đầu trở về lại nhà, nắm tay cha mẹ của mình, xin lỗi cha mẹ. Đừng đợi một ngày nào cha mẹ mình khi chết đi, chúng ta muốn gặp lại cha mẹ một lần cũng không được. Như bây giờ những đức nuôi bao nhiêu người trong chùa, rồi quen bao nhiêu Phật tử gì, nhưng mà cha mẹ ruột sinh những đức ra đời này cũng đâu còn đâu quý vị. À, quý vị nên trân quý khi cha mẹ mình còn sống. Đừng nên đặt vào vấn đề sự nghiệp lớn hơn cha mẹ. Khi quý vị đặt vấn đề sự nghiệp lớn hơn cha mẹ, một ngày nào quý vị sẽ mất cha mẹ thì quý vị thấy sự nghiệp quý vị cảm thấy vô nghĩa lắm. Vì mình rất thiếu sót đối với cha mẹ của mình. Tất cả các anh chị ca sĩ gì muốn hát hay, muốn nổi tiếng, trước nhất phải hiếu với cha mẹ của mình. Nhớ kỹ. Nên trong kinh Đức Phật dạy rằng hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Hiếu đi quý vị à. Người con hiếu sẽ không bao giờ khổ, dù có khổ nhất thờ về sau cũng không bao giờ khổ, 100% quý vị. Người con mà bất hiếu rồi, nghe người con có hiếu không bao giờ khổ. Người con mà bất hiếu thì những đức xin thưa quý vị, quý vị có hưng thịnh nhất thờ, nhưng về sau quý vị sẽ không có đắc dung thân, 100% quý vị luôn, rất khổ.